Hiền Trang và chuyên gia ẩm thực Cẩm Tuyết mến chào quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Quý vị thân mến, từ lâu vịt được xem là một món ăn rất là phổ biến trong bữa cơm gia đình của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta được biết đến như là vịt nấu chao nè, rồi vịt nấu cháo nè, vịt làm gỏi nè, mì vịt tiềm nè, rất là nhiều, vịt quay nữa rất là thơm ngon. Và đặc biệt hôm nay chuyên gia Cẩm Tuyết sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ăn cũng từ vịt nhưng mà được chế biến từ rất là nhiều nguyên liệu, sẽ làm tôn vinh thêm cái vị thơm nè, ngọt của vịt. Chúng ta cùng đến với chuyên gia Cẩm Tuyết để nghe cô giới thiệu thêm về món ăn này nhé quý vị. Dạ chào cô. Chào Hiền Trang. Dạ. Cẩm Tuyết xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình ẩm thực cuối tuần. Như Hiền Trang giới thiệu thì chương trình kỳ này Cẩm Tuyết xin gửi đến quý vị một món ăn với vịt, đó là vịt nấu cay. Nguyên liệu cho món vịt nấu cay: đùi vịt gốc tư 500g, bia 200cc, rượu trắng 20cc, cà rốt 100g, khoai tây bi 100g, hạt điều rang, ớt sừng, ớt bột, tỏi, quế, hồi, gừng. Húng lũi, lá nguyệt quế để trang trí. Trước tiên là chúng ta sẽ tẩm ướp để cho vị thơm ngon đủ hương liệu cho một cái đùi vịt. Ở đây chúng ta sẽ dùng các loại mùi thơm để tẩm ướp. Thì mùi thơm để tẩm ướp thì chúng ta sẽ sử dụng bột quế để trộn thêm với các loại gia vị khác như là muối, tiêu, đường, bột ngọt và bột nêm. Chúng ta sẽ trộn tất cả phần này lại và đừng quên một chút bột ớt. Bột ớt ở đây quý vị có thể dùng bột ớt đỏ để tăng thêm màu sắc của món vịt. Và ớt đỏ này nó không có cay nhiều thì nó sẽ có màu đỏ đẹp và lại ít cay. Thì ở đây chúng ta sẽ trộn đều hết và xoa lên trên cái phần vịt này. Khi mà chúng ta làm vịt thì thông thường chúng ta đều phải pha muối cũng như là một ít gừng giả dập pha vào trong nước và rửa vịt. Sau khi rửa vịt thì chúng ta cũng sẽ nhổ lại một số lông còn sót lại. Dạ. Và khi tẩm ướp thì chúng ta cũng cần thêm một ít gừng nữa. Chúng ta sẽ xoa lên hoặc là chúng ta sẽ giả thật dập, thật nát. Dạ. Giống như là tỏi vậy đó em. Dạ. Thì mình sẽ ướp vào trong vịt luôn. Còn nếu mà chúng ta xoa như vậy thì nó cũng đủ thơm. Đó là một cái bí quyết để mình khi mình làm vịt hay là mình chỉ dành riêng cho mình làm món này thôi cô? Đúng ra là vịt thì chúng ta đều phải đánh cái mùi như vậy hết, đa số là món vịt. Dạ. Tại vì em nghe nói là cần thí dụ như là muối hoặc là miếng rượu, cần gừng đó thì mình làm như vậy thì thí dụ như mình nấu cháo hay mình làm các món khác nó vẫn có bị ảnh hưởng gì tới cái mùi gừng không con? Cũng có em, nếu mà trường hợp mà có những món mà mình đánh gừng nó nhiều quá đó, nó sẽ làm cái mất cái mùi thơm của cái món ăn đó. Dạ. Riêng với món ăn này thì cái vị cay thì nó sẽ phối hợp nhiều lắm. Ví dụ như từ tiêu nè, nhưng mà chủ yếu là từ ớt trước. Dạ. Nhưng mà ngoài ớt ra thì còn có tiêu và gừng. Dạ. Cũng như là bột quế đó em, nó cũng tạo cái mùi cay. Dạ. Nhưng mà ba cái mùi cay này nó phối hợp lại nó sẽ tạo một cái vị cay riêng của món ăn. Còn nếu mà em chỉ sử dụng ớt không á thì nó không có đủ mùi đủ vị cho món ăn này. Bây giờ cái phần này chúng ta sẽ để cho ngấm gia vị, rồi chúng ta sẽ có hai giai đoạn nữa. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta đem chiên và sau khi chiên thì chúng ta mới nấu. Trong lúc nấu chúng ta còn sử dụng thêm rượu trắng và bia, hoặc là các bạn có thể ướp. Khi này chúng ta sẽ cho một ít rượu trắng để ướp. Dạ. Thì bây giờ mình có cần ướp không con? Em nghĩ ướp cho nước thì khi mình chiên nó sẽ không tốt bằng để khô phải không con? Nếu mà trường hợp em ướp thì một chút nữa trước khi chiên mình phải thấm khô hết. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng để vịt thấm trong vòng khoảng 15 đến 20 phút vì nhé, thì vịt sẽ rất là ngon. Bây giờ thì vịt đã thấm thì chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Khi chiên chúng ta phải cho nhiều dầu một chút trong một cái chảo để phần chiên này được nhanh.
Vậy là mình phải chiên vịt rồi chiên khoai luôn hả cô hả? Cô lại muốn chiên khoai và chiên cà rốt trước. Sau đó mình sử dụng được chiên vịt lúc sau luôn phải không cô? Rồi cái phần chiên cà rốt này thì rất là nhanh. Vì cà rốt thường là mình sẽ sắc mỏng hơn là phần khoai. Còn nếu mà trường hợp mà em sử dụng khoai tây bi mà mình có thể cắt đôi. Cái đó là cũng tùy cái sở thích của mình cũng như là tùy cách trình bày của mình trong món ăn. Em cứ cho lửa lớn để cho dầu mau sôi. Dạ. Và mình chiên cũng chiên nhanh thôi. Cô ơi, nếu như mà mình muốn tận dụng thời gian cho lẹ, cô sao mình không chiên khoai với cà rốt một chảo, chiên vịt một chảo luôn cô? Như vậy là em sẽ phải tốn cái số lượng dầu nó nhiều hơn. Nếu mà trường hợp mà em kỹ á, mà mình nấu với số lượng ít á, mình có thể có những cái chảo nhỏ hơn. Dạ. Để mình chiên. Nhưng mà em thấy cũng lẹ cô ơi. Mới vừa bỏ vô thôi thì sôi lên cái là cũng có cái chỉ cần nó áo cái phần ngoài hơi đổi màu đúng chút rồi. Xíu là được hả cô? Đúng rồi em. Phần này khi mà chúng ta vớt ra thì mình cho vào một cái rổ, một cái rá cho nó ráo dầu một chút. Dạ. Cà rốt nó sẽ được trước đó em. Vớt cà rốt ra trước. Chỉ hơi vậy được rồi hả được cô? Được rồi em. Dạ. Em nghe nói đó cô là khoai tây này kia mình rửa mình gọt cô cho nó sạch cái mầm á cô thì sẽ tốt hơn tại vì cái mầm nó có cái chất độc gì đúng không cô? Thật ra thì khoai mà đã có mầm rồi thì mình cũng không nên ăn em. Cho dù là em có lặt cái mầm đó đi mà em dùng lại cái khoai đó thì cũng vẫn có cái chất độc ở trong đó. Vậy hả cô? Nghĩa là khoai đã mọc mầm là phải bỏ. Dạ. Vậy là em cũng sẽ biết thêm. Tại vì em cứ nghĩ là mình sẽ khoét đi cái một cái lỗ xung quanh cái mầm đó mình bỏ thôi thì mình sử dụng được. Nhưng mà nếu mình cẩn thận hơn thì giống như cô vừa chia sẻ, khi mà khoai và một mầm thì chúng ta nên bỏ đi vậy nha. Wow. Khi chiên đùi vịt thì các bạn lưu ý là phải để cho vịt ráo. Và cái da vịt nó cũng có thể là khi mà dầu nó quá sôi nó sẽ co lại và nó sẽ bắn dầu. Phần chiên này chúng ta không chiên chín thịt mà chiên vàng hai mặt. Rồi bây giờ có dám trở không? Thôi để cô trở cho. Dạ em trở thử đi cô. Cái đùi nó hơi lớn đó em. Thì ví dụ mình như phải em trở, dùng thêm cái kẹp em nên làm như vậy. Vì mình không có chuyên nấu đó em. Dạ. Đó, nhỡ nó mạnh tay một cái là nó bắn dầu lên là rất là phiền. Dạ đúng rồi. Sau khi dầu sôi khoảng 2 tới 3 phút là chúng ta tắt bếp. Sau khi tắt bếp xong, đợi cho dầu không còn sôi nữa thì chúng ta sẽ vớt vịt ra. Bây giờ thì vịt đã vàng rồi, chúng ta tắt bếp và cho cái nồi qua. Chúng ta sẽ gấp thịt này qua cái nồi. Dạ rồi. Em bỏ cái nồi lên đây. Rồi. Bây giờ là đến giai đoạn nấu. Thịt vịt này khi chúng ta nấu, chúng ta sẽ cho một phần nước vào và cho thêm một phần bia. Quý vị có thể cho khoảng 1/4 lon bia. Rồi mở lửa lên đi em. Dạ. Chúng ta sẽ cho 2 muỗng nhỏ muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt và 1 muỗng bột nêm. Chờ cho nước bắt đầu sôi thì thịt vịt nó sẽ mềm hơn và nó sẽ ngậm ở dưới nước. Lúc nào chúng ta nấu cũng cho thịt vịt nó nằm ở dưới nước thì như vậy thịt vịt nó mới mau mềm. Khi mà vịt đã thật sự sôi rồi thì chúng ta có thể đậy nắp và để lửa thật nhỏ. Sau khi chúng ta đã cho đùi vịt vào và nước cũng như là một ít bia vào thì các bạn hãy cho vào đây thêm một cái hoa hồi, lá nguyệt quế. Chúng ta cũng cho sẽ khoảng 1 cho tới 2 lá nguyệt quế. Gừng thì mình có thể cho nhiều một chút hoặc là cho ít một chút thì nó cũng không có vấn đề lớn. Dạ. Ví dụ như em muốn cái mùi gừng nhiều thì mình có thể mình cho gấp đôi như vậy cũng được. Dạ. Cô ơi, em thấy sôi nhiều mà nước cũng cạn cạn mất rồi cô. Bây giờ thì phần thịt nó đã chín, tuy nhiên cái độ mềm của nó thì còn tùy cái nguồn vịt của mình nữa. Thì khi mà chúng ta có thể thăm chừng độ mềm của nó, nếu chúng ta xuyên cái tâm này
mà thấy nó dễ dàng, độ mềm nó đủ. Còn nếu mà còn cứng đến độ mà không xuyên được thì là còn lâu lắm nó mới chín. Ở đây chúng ta xuyên nó cũng không phải là nó khó mà cũng phải là nó dễ. Cho nên là lúc này là cái lúc chúng ta bỏ cà rốt và khoai tây vào được. Em thấy cái khoai này thì theo cô là mình bỏ bây giờ luôn hả cô? Cô thì bỏ bây giờ, cô không thích ăn vịt mà quá mềm. Cô chỉ thích ăn vừa thôi. Và mình tiếp tục để lửa vừa. Lúc nào thì nước nấu vịt cũng phải sôi, đừng có để cho mà nó sôi nhẹ quá. Chúng ta phải có cái độ sôi sâu một chút. Như vậy thì nó sẽ chín nhanh hơn, mềm nhanh hơn. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi một chút xíu quý vị, đến khi mà mực nước á, nó vừa xuống miếng, giống như cô nói là còn khoảng hơn nửa thôi, rồi sau đó chúng ta thử cái vịt mềm chưa nè, nêm nếm lại, thì lúc đó là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi đó. Em thấy bây giờ nước đã cạn xuống rồi cô, cái màu thì em thấy nó đậm hơn nữa là do cái ớt nó mình nấu đỏ lên hả cô hả? Nấu giống như cà chua vậy đó em, càng nấu nó càng đỏ. Ớt cũng vậy nữa, càng nấu càng đỏ. Thứ nhất là cái màu ớt nó lên, thứ hai nữa nước nó cô đặt lại thì nó sẽ đỏ. Còn có một vị cay nữa mà cô muốn cho vào, đó là ớt sừng. Nếu mà chúng ta chỉ tiếp tục cho ớt bột thì cái mùi nó sẽ khác. Cái mùi ớt sừng nó sẽ thơm hơn. Và nếu muốn cay nhiều thì chúng ta không phải để nguyên trái như vậy mà chúng ta có thể cắt đôi. Dạ, mà em nghe nói ớt sừng cũng chỉ ít cay có màu thôi mà cô. Ồ, ớt sừng mà ớt loại này cay đó em. Dạ, nhưng vậy mà... là mình phải mua loại ớt sừng mà loại cay đúng cô. Đúng rồi, còn có cái loại ớt mà nó không cay thì nó màu nó rất là đỏ. Dạ. Nếu chúng ta ăn được cay nhiều nữa thì chúng ta lại tiếp tục cho thêm 2 trái hoặc là 3 trái. Em thấy món ăn càng 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 thơm đúng không? Dạ, thơm quá luôn rồi. Cô thấy em đứng mà im lặng, đang chịu đựng cái mùi thơm nó thơm quá, hết chịu nổi rồi. Bây giờ là mình có thể cho vào đây thêm một ít cái hạt điều đó em. Điều, mình cho vào lúc này. Trước khi tắt bếp, mình không có cần nấu cái hạt điều này cho nó mềm. Sôi lại một cái rồi em tắt bếp giùm cô đi. Đặc biệt là với cái nồi thủy tinh thì cái độ sôi của nó rất là sâu và khi mình tắt bếp rồi vẫn còn sôi. Cái phần sôi này nó sẽ làm cạn cái phần nước này nhiều lắm đó. Nếu mà trường hợp vừa tắt bếp xong mà mình gấp ra liền á thì cái nồi nó cũng sẽ bị xích nồi. Cho nên là mình đợi cho nó hết sôi bùng đã rồi mình mới gấp ra. Phần ăn này chúng ta có thể dọn trong dĩa. Và trước khi mà đợi cho cái nước này nó hết sôi. Hiền Trang và chuyên gia ẩm thực Cẩm Tiết mến chào quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Quý vị thân mến, từ lâu vịt được xem là một món ăn rất là phổ biến trong bữa cơm gia đình của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta được biết đến như là vịt nấu chao nè, rồi vịt nấu cháo nè, vịt làm gỏi nè, mì vịt tiềm nè, rất là nhiều, vịt quay nữa rất là thơm ngon. Và đặc biệt hôm nay chuyên gia Cẩm Tiết sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ăn cũng từ vịt nhưng mà được chế biến từ rất là nhiều nguyên liệu, sẽ làm tôn vinh thêm cái vị thơm nè, ngọt của vịt. Chúng ta cùng đến với chuyên gia Cẩm Tiết để nghe cô giới thiệu thêm về món ăn này nhé quý vị. Dạ, chào cô. Chào Hiền Trang. Dạ. Cẩm Tiết xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình ẩm thực cuối tuần. Như Hiền Trang giới thiệu thì chương trình kỳ này Cẩm Tiết xin gửi đến quý vị một món ăn với vịt, đó là vịt nấu cay. Nguyên liệu cho món vịt nấu cay: đùi vịt gốc tư 500g, bia 200cc, rượu trắng 20cc, cà rốt 100g, khoai tây bi 100g, hạt điều rang, ớt sừng, ớt bột, tỏi, quế, hồi, gừng. Húng lủi, lá nguyệt quế để trang trí. Trước tiên là chúng ta sẽ tẩm ướp để cho vị thơm ngon đủ hương liệu cho một cái đùi vịt. Ở đây chúng ta sẽ dùng các loại mùi thơm để tẩm ướp. Thì mùi thơm để tẩm ướp thì chúng ta sẽ xử cho quý vị có một cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Đến đây thì chương trình xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.